đàn ông rơi xuống biển, bơi 4 ngày 4 đêm, niệm Phật cầu được sống, phép màu đã xảy ra. Sau 4 ngày 4 đêm, ngụp lặn giữa đại dương bao la, người đàn ông kiên gian đã may mắn sống sót nhờ niệm Phật nên phép nhiệm màu khó tin xảy ra. Chuyện lạ có thật xảy ra ở Kiên Giang mới đây khiến cư dân mạng bàng hoàng không tin nổi. Theo đó, một ngư dân 45 tuổi tên Việt khi đi biển đã bị rơi xuống nước không ai hay biết. Giữa đại dương bao la, anh Việt kêu cứu nhưng bất thành. Nhận thấy lành ít dữ nhiều, anh chỉ biết niệm Phật, cầu mong được che chở. Nếu may mắn, sẽ gặp ghe thuyền đánh cá gần đáy cứu giúp. Sau 4 ngày 4 đêm bơi giữa biển với niềm hy vọng sống mong manh, anh Việt chỉ biết niệm Phật liên hồi. Anh kể: trong lúc lên đên dưới biển, anh cứ niệm Phật suốt. Sau đó có lúc anh giống như đang đặt chân được xuống đất, mô Phật, Bồ Tát che chở cho anh. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy đến. Một ghe đánh cá ở Phan Rang phát hiện ra anh Việt lên đên giữa biển đã kịp thời cứu vớt rồi đưa đến bệnh viện quân dân Phú Quý. Khi đến bệnh viện, anh Việt rơi vào tình trạng suy kiệt, tay chân bị cá rỉ, miệng lở loét, mắt đục mờ vì ngâm nước mặn quá lâu. Sau khi được y bác sĩ tận tâm cứu chữa, anh Việt đã hồi phục sức khỏe và trở về nhà. Cư dân mạng bày tỏ niềm cảm phục cho sức sống mãnh liệt của anh, cũng như hoan hỷ trước phép màu từ câu chuyện niệm Phật cứu khổ cứu nạn giữa bao la biển cả. Theo chia sẻ, hoàn cảnh của anh Việt cũng rất khó khăn. Ngôi nhà anh đang trú ngụ vẫn còn là nhà tranh vách lá, thiếu thốn cơ sở vật chất. Sau khi biết đến câu chuyện tìm lại sự sống đầy kỳ diệu của anh Việt, rất nhiều mạnh thường quân đã tìm đến nơi hỗ trợ anh về quê tiếp tục điều trị.